kênh YouTube mình ha. Thế hôm nay mình đi quay cái máy cắt đậu chế và bánh xích cho các bạn xem ha. Đây là cái đầu máy xe nó máy nha các bạn. Đây. Chiếc này là cũng có một bạn chơi ở trên TikTok nha các bạn. Đây. Đang chuẩn bị lại bấm suốt nha các bạn. Đó, độ được độ của dàn chân nó dưới đây nha các bạn. Dàn chân là của cái bánh xích các bạn. Máy cắt á, máy cắt bánh xích. Vô cái đường này hơi khó là mình phải kéo ha. Vô cái bến này cũng chặt chội như bến nãy nha các bạn. Đây, ha. Bên này cũng có một mớ nè, cũng chung luôn ha. Rồi nãy giờ chạy vô đây là suốt được một mớ nha các bạn. Tiếp tục là chuẩn bị chạy xích vô chứ đó là. Đây. Đây bằng cái đầu máy xe nha các bạn.
thùng này chạy bạn thấy thứ gì mà chịu nổi các bạn, chạy rất là tốc độ luôn. Cái này là thấy chạy chưa được cửa ga đó mà bạn thấy ghê không, nó biết cái thùng này nó bự gì. Chừng 30 giây hơn 30 giây gì đó là một bao rồi. Xe thì tới chỗ chở luôn rồi. Chở xe bằng khu chở ghép không bạn ơi. Đúng không? Được bao rồi. Đây. Lúa ra bạn xíu rồi. Đưa lên xe luôn. Rồi chuẩn bị là chạy tới đây nha các bạn, chạy lên đằng đây nè, tại vì nó cũng hơi xa với cái ngũ lúa này ha. Cái máy bạn thấy âm thanh nổ rất là phê luôn bạn ơi, ra tì nghe đã lại các bạn. Cho uống một anh đó. Dễ gì. Đang chăm thêm một canh dầu hả bạn. Bắt đầu di chuyển lại kế bên mình này nha các bạn, đây còn một mớ lúa nữa ha.
di chuyển bến mới đó nha các bạn. Cái đầu đẩy à. Đẩy qua đây ha. Cái cây màu xanh ngay của mình là cái ba da nha các bạn. Dướng cái cây vú sữa cái này các bạn, nguyên một đội nha các bạn, chúng này là cũng anh em đầu dòng họ rồi không nha các bạn. Cái máy này nói chung là đầu tiên ở miền Tây luôn nha các bạn, chưa có cái máy nào ở trên nha các bạn, máy này là đầu tiên là chế tạo ở miền Tây nha, mà theo thông tin mình được biết như vậy nha các bạn. Ê, vô nhà, vô nhà. Cái này thì do cái thùng nó cao bạn hơn nên là khó canh ha. Chạy đằng này là phải, phía sau phải có một người coi các bạn. Rồi bắt đầu là quay lại ha. Bắt đầu nhập qua, phải show tiếp.
xuống thiệt nha các bạn. Đã xuống bến an toàn nha các bạn. Và video của mình cũng tạm thời kết thúc tại đây các bạn. Các bạn xem xong nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo luôn ha.